cả nhà. Cả nhà khỏe không? Hôm nay ngày đầu tiên thất nghiệp ở nhà, không đi làm. Sáng dậy nấu đồ ăn sáng cho con trai. Xong, hai mẹ con hai dĩa. Bữa sáng thịnh soạn của hai mẹ con mẹ nghiệp đầu tiên. Dùng từ thất nghiệp cho nó dễ thương chứ thật ra là đang mùa bệnh nên đóng cửa ở nhà, không nên ra đường nhiều. Ăn xong bớt đó. I like it. Vịt quay nha cả nhà, mình cũng làm món vịt quay kho mắm.
dịch không ơi? Rảnh rỗi không có chuyện gì làm hết anh xã. Đây. Anh đang làm video. Rảnh rỗi ra hàng dịch không anh?